Xin chào tất cả anh em. Rất vui được gặp lại anh em tại kênh YouTube của Trung V Hightension. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm 2020. Anh em đã có dự định gì cho mái tóc của mình chưa? Nếu chưa thì hãy để Trung V Hightension gợi ý cho anh em 10 kiểu tóc dự đoán là sẽ được ưa chuộng trong năm 2020 này. Hãy cùng mình bắt đầu video này nhé. Ok. Đầu tiên, sidebun vuốt rủ. Kiểu tóc này là biến thể hoàn hảo của kiểu tóc sidebun classic, mang lại cho người sở hữu một mái tóc có vẻ đẹp lãng tử với phần mái vuốt rủ xuống gợn sóng. Kiểu tóc này có thể chia ngôi đa năng 37, 46, 55, giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong những dịp khác nhau. Mình tin chắc rằng sẽ gây được thiện cảm với crush của bạn. Ưu điểm lớn nhất của kiểu tóc này là sự gọn gàng, không mất quá nhiều thời gian để tạo kiểu. Kiểu tóc này đẹp nhất khi kết hợp với lọn tóc hơi gợn sóng xoăn ở phần mái. Phần tóc xung quanh kết hợp được 3 kiểu fade đang thịnh hành hiện nay: low fade, mid fade, high fade. Nếu như chú Block đã làm mưa làm gió trong năm 2019 thì một biến thể khác mang tên Tupper Fade True Block được cho rằng sẽ trở thành hiện tượng của năm 2020. Kiểu tóc này vẫn mang lại đầy đủ đặc điểm của True Block: độ dài phần mái từ 8 đến 9 cm, chạm tới lông mày nhưng xung quanh được cắt bằng kỹ thuật Tupper Fade, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhiều bạn tới salon bên mình cắt tóc vẫn bảo mình cắt cho các bạn kiểu tóc layer, nhưng khi đưa mẫu ảnh lại là kiểu tóc True Block. Điểm khác nhau cơ bản giữa hai kiểu tóc này là kiểu tóc True Block có phần mái hai lớp ngắn dài rõ ràng, trong khi layer phần mái lại được cắt tỉa giống như phần mái. Kiểu tóc tiếp theo, Map Secret, khá dễ nhận biết với phần tóc trên đỉnh dài khoảng 6 đến 7 cm, được đánh rối, mang lại cho các bạn sự năng động và phóng khoáng. Map Secret rất phù hợp với những chất tóc cứng và hơi xoăn tự nhiên. Với những bạn có khuôn mặt dài hay góc cạnh thì kiểu tóc này cũng là một lựa chọn hợp lý. Kiểu tóc Side Sweat được ưa chuộng và rất phổ biến ở các nước Âu Mỹ. Thời gian gần đây, kiểu tóc này được các bạn trẻ Việt Nam đón nhận bởi vẻ nam tính của nó. Phần mai và gáy của Side Sweat được cắt đứng thành hoặc hơi ôm gọn vào form đầu. Phần đuôi tóc mái hơi rủ xuống thái dương, mang lại cho người sở hữu sự nam tính và không kém phần lịch lãm. Đối với những bạn ưa thích sự gọn gàng của những mái tóc ngắn thì mình có một gợi ý cho các bạn mang tên dây cắt. Kiểu tóc này có phần hai bên mái được cắt ngắn gọn, phần mái ngắn, vuốt hơi chéo sang một bên. Dây cắt sẽ phù hợp nhất với những bạn có khuôn mặt nhỏ. Còn nếu khuôn mặt của các bạn to và tròn thì hãy cân nhắc về một kiểu tóc khác phù hợp hơn nhé. Fan cop, kiểu tóc đến từ nước Pháp. Tương tự như dây cắt thì fan cop cũng là một kiểu tóc dành cho những mái tóc ngắn với phần mai và gáy được cắt phết gọn gàng. Đối với fan cop, bạn có thể sử dụng thêm một chút sáp để tạo texture khi đánh rối. Phần tóc trên đỉnh đầu sẽ giúp bạn có một vẻ ngoài rất cá tính. Sự lựa chọn tiếp theo cho các bạn đó chính là spot. Đúng như cái tên của nó, kiểu tóc này phù hợp với những bạn yêu thích sự mạnh mẽ, năng động và hay chơi thể thao. Phần xung quanh và mái của spot đều được cắt ngắn, phần mái được vuốt dựng giữa đỉnh đầu hoặc hơi chéo một chút tùy theo sở thích của từng người. Kiểu tóc cuối cùng, top knot, sẽ mang lại cho bạn sự phá cách nhưng vẫn đảm bảo yếu tố gọn gàng. Kiểu tóc này có phần mai và gáy được cắt sát, phần tóc trên đỉnh được nuôi dài và buộc lại. Kiểu tóc sẽ dành cho những bạn ưa phong cách bụi bặm, phong trần hay muốn thử sức nuôi tóc dài để có được một mái tóc mới, độc lạ. 10 kiểu tóc vừa rồi mình vừa giới thiệu, hy vọng sẽ giúp được các bạn có được lựa chọn cho mình trong năm 2020. Nếu các bạn vẫn còn băn khoăn thì hãy đến với True V Hightension hoặc người anh em của chúng mình Main Man Barber House để được tư vấn và tạo kiểu kỹ lưỡng. Tới đây, video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like, một subscribe và đừng quên nhấn nút chuông để nhận những thông báo video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.